Một con sông Lộc giả hải Âu Năm 150m với mặt tiền đến gần 10m. Đã, giá đang tốt nhất trên thị trường. Và hiện tại đây thì những cái dòng sông Lộc này sân vườn cực kỳ lớn. Đây, đi thẳng đằng sau thì giật sau này cũng là dãy sông Lộc nên là view cũng cực kỳ thoáng. Hiện tại đây là một trong những căn giá đang tốt nhất, chỉ tầm hơn 19 tỷ thôi. Sân vườn, trong nhà đây là một căn thô, vẫn là nguyên bản của chủ đầu tư. Trục Hải Âu Năm này là trục Đông Nam. Vị trí thì ngay cạnh ngã tư ra hồ 24,5 hecta. Và nhà để xe 5 tầng cực kỳ là thuận lợi, nếu mà nhà mình có nhiều chỗ để xe thì có thể di chuyển ra đây. Anh chị quan tâm thì có thể inbox thêm về chi tiết về dòng căn này. Hiện tại dãy này thì đang có một số căn đã hoàn thiện về ở rồi.